Minh Thúy xin kính chào quý vị. Điện Capitol hay là Tòa Quốc hội Hoa Kỳ là trụ sở quốc hội, cơ quan lập pháp của chính phủ liên bang Mỹ. Tọa lạc tại Washington DC, Capitol Hill, nằm ở phía cuối đông của National Mall. Tòa nhà Quốc hội là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng và mang tính biểu trưng cho tinh thần văn hóa lịch sử của người Mỹ. Peter Charlie Panton khi bắt đầu phát triển kế hoạch của mình cho thành phố thủ đô Hoa Kỳ vào năm 1791, đã chọn vị trí tòa nhà Quốc hội trên đỉnh đồi tại một địa điểm mà ông mô tả như là một bệ chờ, một tượng đài. Vào năm 1899, luật pháp được thông qua không cho bất kỳ một tòa nhà nào ở DC được xây cất cao hơn tòa nhà Quốc hội. Có thể bằng với chiều cao của Quốc hội nhưng không được cao hơn. Nhưng đã được sửa đổi vào năm 1910. Và hiện tại thì tòa nhà quốc hội chỉ là tòa nhà cao thứ năm trong District of Columbia, thấp hơn Washington Monument, vương cung thánh đường của đền thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bưu điện cũ và nhà thờ quốc gia Washington. Tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ được coi là trái tim, là trung tâm của Washington, cho nên các phần tư của DC bắt đầu từ nơi đây, chia vùng thủ đô Washington thành bốn phần, và tâm điểm được tìm thấy ở bên trong tòa nhà quốc hội, trong một căn phòng được gọi là The Crypt, là một căn phòng hình tròn ở trung tâm tòa nhà quốc hội bên dưới máy vòm, có đường kính là 96 feet và 180 feet từ sàn đến máy vòm, với 40 cột đá cẩm thạch Doric lớn, kiến trúc tân cổ điển được xây vào năm 1828, thay thế cho 20 cột đá sa thạch được xây lúc ban đầu vào năm 1958, để chống đỡ cửa ở phía đông Quốc hội Hoa Kỳ. Trong The Crypt là 13 bức tượng từ bộ siêu tập tượng hình quốc gia đại diện cho 13 thuộc địa ban đầu và trưng bày bản sao Magna Carta, điều lệ về quyền tự do và quyền chính trị có được từ thời vua John của Anh Quốc. Trong bộ siêu tập tượng hình quốc gia, tổng cộng 100 bức tượng, có từ mỗi tiểu bang đóng góp hai bức tượng. Theo lối cầu thang để xuống tầng ngay ở phía dưới, là lăng mộ của tổng thống Washington. Tại một thời điểm đã có kế hoạch cho tổng thống đầu tiên được chôn cất ngay ở dưới tòa nhà quốc hội trong khu vực được gọi là lăng mộ. Các nhà thiết kế thậm chí đã nhận được sự cho phép từ Martha Washington, tức là người vợ của tổng thống George Washington để làm như vậy. Tuy lăng mộ được xây cất cho tổng thống George Washington trong tòa nhà quốc hội, nhưng tổng thống Washington lại được chôn cất tại Mount Vernon, nơi quê nhà theo quyết định của ông. Tuy là một lăng mộ trống, nhưng nơi đây vẫn được khóa kín. Chính Tổng thống George Washington là người đặt viên đá đầu tiên cho tòa nhà quốc hội vào ngày 18 tháng 9 năm 1793. Nếu mọi người quen thuộc với trang trí công phu của tầng trên, thì tầng dưới này khác hẳn, gồm có các hành lang và các đường hầm phức tạp, dễ bị lạc. Tầng dưới này ban đầu được xây cất cho những người làm việc có thể tránh được thời tiết xấu ở Washington. Nơi đây có hệ thống tàu điện ngầm riêng đã có từ năm 1909, đi từ Independent Avenue, tòa nhà ở phía bên kia đường tòa nhà quốc hội. Đây là cách các thành viên của quốc hội di chuyển trong ngày, đưa các chính trị gia từ các tòa nhà văn phòng của Hạ viện và Thượng viện đến tòa nhà quốc hội. Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, Thomas Jefferson, là người đã chọn tên cho công trình này là Capitol. Có từ nguồn gốc trong tiếng Latin, liên quan tới đồi Capitoline, một trong bảy ngọn đồi của thành Rome, Italy. Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ bắt đầu vào năm 1793, hoàn thành vào năm 1826. Vào năm 1874 thì trang bị thêm thang máy và hệ thống điện vào năm 1882. Sau 50 năm sử dụng, tòa nhà Quốc hội bắt đầu gặp phải tình trạng không đủ sức chứa cho số lượng lớn của các nhà lập pháp từ các tiểu bang mới gia nhập ngày càng đông. Chính vì vậy, hai cánh nhà mới đã được xây thêm, cánh phía nam dành cho hạ viện và cánh phía bắc dành cho thượng viện. Tất cả các phòng trong tòa nhà đều được đặt tên theo mã S viết tắt cho thượng viện hoặc là mã H viết tắt cho hạ viện, dựa trên các vị trí của văn phòng trong hai cánh nhà tại đây. Có bốn lá cờ Mỹ được giăng trên bầu trời của tòa nhà quốc hội. Việc chăn cờ tại đây được duy trì từ thời đệ nhất thế chiến cho đến nay. Hai cột cờ Mỹ nằm ở mạng đông và mạng tây của máy vòm khổng lồ. Hai cột cờ còn lại nằm ở phía cánh bắc và cánh nam của tòa nhà, chỉ được dăng lên tương ứng với các cuộc họp của Thượng viện hoặc là Hạ viện đang tổ chức tại đó. Tòa nhà quốc hội là nơi ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của Hoa Kỳ, trong đó phải kể đến lễ nhậm chức tổng thống diễn ra mỗi 4 năm một lần. Ngoài ra, các hoạt động chúc mừng quy mô cho Quốc Khánh Mỹ và Ngày Tưởng Niệm Chiến sĩ cũng được tổ chức tại đây. Có một câu hỏi được nêu ra là có phải Quốc hội đã được sử dụng như là một nhà tù trong cuộc nội chiến hay không? Câu trả lời là không. Tuy nhiên, một tòa nhà được gọi là tòa nhà gạch cũ, tức là Brick Capital. Tòa nhà gạch cũ được xây cất để sử dụng cho Quốc hội sau khi Quốc hội Hoa Kỳ bị đốt cháy. Khi xâm chiếm quân đội Anh, trong chiến tranh vào năm 1812. Tòa nhà này đứng trên một phần của khu vực hiện nay đang là tòa nhà tòa án tối cao. Quốc hội sử dụng tòa nhà gạch cũ từ năm 1815 đến năm 1819 trong khi tòa nhà quốc hội đang được xây cất lại. Tòa nhà gạch cũ sau đó được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, trong cuộc nội chiến được phục vụ như là một nhà giam cầm tù nhân liên minh và các cộng tác viên bị nghi ngờ. Sau cuộc nội chiến thì tòa nhà được chuyển đổi và được gỡ bỏ trước tháng 10 năm 1932 và đặt nền móng cho tòa nhà tòa án tối cao. Tòa nhà quốc hội được xây cất sau khi tổng thống Thomas Jefferson tổ chức một cuộc thi thiết kế để tìm ra từ một số kiến trúc sư giỏi nhất nước Mỹ. Giải thưởng là 500 mỹ kim, nhưng chỉ có một trong những bài dự thi gần như đạt được, đó là một kiến trúc sư người Pháp. Theo thiết kế của ông thì quá đắt vì vậy, việc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Cuối cùng thì thiết kế của William Thompson đã trúng tuyển. Cả Tổng thống Washington và Jefferson đều ca ngợi và thiết kế đã được chọn. Và máy bom hiện nay được thiết kế bởi Thomas Walker và đã có 11 kiến trúc sư đóng góp cho tòa nhà này. Nhiều người đã hỏi tại sao tòa nhà này lại xây mặt về phía The Mall thay về hướng ngược lại, giống như hầu hết các tòa nhà và di tích quan trọng khác. Lý do theo trang web của Capitol là phía đông của tòa nhà quốc hội là nơi duy nhất có mặt bằng cho lối đi vào thích hợp. Do đó, tòa nhà và bức tượng ở bên trên hướng về phía đông đối với người đang bước vào đó. Bức tượng của vua Kamehameha the First do tiểu bang Hawaii tặng, nằm trên đỉnh vòm của tòa nhà quốc hội được gọi là tượng tự do. Tượng nặng khoảng 15.000 pounds, cao 9 feet 10 inches, đứng trên nền đá granite 3 feet 6 inches. Lần đầu tiên đã bước xuống bệ của mình vào năm 1993 để phục hồi. Mặc dù được xây cất lại sau chiến tranh năm 1812, số các chính trị gia đã tăng nhanh chóng khi các tiểu bang được thêm vào và nhiều đại diện đã chứa đầy tòa nhà. Khi tòa nhà quốc hội được mở rộng, thì mái vòm Bullfish nhìn không đúng chỗ và không còn cân xứng và máy vòng nổi tiếng mà chúng ta được biết hiện nay được thiết kế vào năm 1850. Hai ống dẫn khí khổng lồ cao 400 feet có từ năm 1928 đã đưa khí mát vào trong lòng tòa nhà quốc hội. Với lối đi rộng 15 feet được đánh dấu trong bản đồ từ năm 1961 và là một kỹ thuật lắp đặt điều hòa không khí trong tòa nhà quốc hội cho các phòng lập pháp đông đúc mà không có cửa sổ. Chi phí xây cất ước tính theo lịch sử của tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ tính đến năm 2003 là 133 triệu Mỹ Kim. Với chiều dài của tòa nhà Quốc hội từ Bắc xuống Nam là 751 feet 4 inches. Chiều rộng lớn nhất của nó là 350 feet. Chiều cao trên đường baseline ở mặt trước phía đông đến đỉnh tượng tự do là 288 feet. Tòa nhà ban đầu được hoàn thành vào năm 1826, làm bằng gạch phủ đá sa thạch. Vào thế kỷ thứ 20 được thay thế bằng gạch phủ đá cẩm thạch. Máy vòm được làm bằng 8.909.200 pounds cast iron. Lần đầu tiên quốc hội họp ở tòa nhà quốc hội vào ngày 17 tháng 11 năm 1800. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.